3, 2, 1. Sau mình làm được một cái fast flow thì tốt, thì để nguyên bốn cái câu mà violon nó lên tông ấy, bốn câu đấy chỉ để diễn thôi, đừng có đè vào câu đấy, bốn câu đấy chỉ để violon không, rồi bắt đầu vào đến cái kia thì mới nhấn được cái điệp khúc của em, chứ lúc em đọc liên tục nên là cái điệp khúc em nó bị đè. Xin mời các quý ông quý bà nhìn những con búp bê của chúng tôi. Tất cả tin sống sót với bằng bản lĩnh.
Ok rồi. Ok vậy hiểu đấy không? Đẹp, đẹp, đẹp. Okay. Về cố viết cái đoạn fast flow ấy cho nó đắt vào. Dạ vâng, em hiểu rồi. Sao cái tí nó nắc kỳ vậy? Đây là with the drop. Can you drip? Em làm được. Em không. Đúng mà làm được rồi. 3, 2, 1. Ý, mình cái bài của Orange. Cái bài này của Dilo á. Nó tính nguyên tiên lên hết. Hey. Yes. Time to rise. Mấy khúc mà brother, sister, stand up. Yeah. This rise, fall, oh my warrior. Hands up, move. Khiến kẻ thù về kiêng nể vì ta đồng ở riêng lẻ. Dẫu hành lên trên mặt đất, đền phủ hay là mặt đất. Chẳng thể riêng vẻ đẹp của một thân thể. Lên đạn rồi đứng lên bạn, anh cứng lên bạn, tôi đứng bên bạn, cứ cưa viên đạn. Rise. Thời khắc ấy đã điểm vào lúc chiều dâng ở dưới giao sông, chúng chờ cả bệnh như một con quái vật. Bạn đi bớt đường lên phía trước để cho chúng thấy điểm báo, không may tình trạng sẽ đòn như trái gấp. Tất cả những đồng minh bên cạnh em mau đứng dậy cùng nhau chiến đấu và bắt đầu chung tay, cùng nhau tung bay, hey, cùng nhau bùng cháy, ý chí cứ luôn vẫn hoàn là một vị trí không bao giờ lung lay. Máu chảy thành sông, đánh đổi để thành công. Tiến lên phía trước, ngã đạn xuống thân công. Máu chảy thành sông, đánh đổi để thành công. Tiến lên phía trước, ngã đạn xuống thân công. Khi mà ta vẫn còn đang bắn đi một trường sẽ vỡ trận. Xa cơ và lỡ vặn cơn sóng thét cao. Từng cơn phải oai hùng, lực lượng hải chiến của chúng đi sai vùng. Shoot them in the head, shoot them in the ear. Sống con lên tình head qua trong tình thét ở trên trời khuya. Ánh mắt như là ánh lửa sụp sôi trong đôi mắt của ta khi bước ra khỏi cánh cửa. And rise, fall, oh my warrior. Hands up, move. Khiến kẻ thù với kiêng nể vì tấn công ở riêng lẻ. Diêu hành lên trên mặt đất, biệt phủ hay là mật thất. Chẳng thành riêng vẻ đẹp của một thiên thể. Súng lên đạn rồi đứng lên bạn, hãy cứng lên bạn, tôi đứng bên bạn, cứng đưa viên đạn để khi sự tự do và tương lai sẽ sáng như ánh nắng ban mai. Ta chiến đấu, đi đủ về đủ, lý tưởng bảo vệ sự tự do luôn tồn tại. Ánh sáng công lý sẽ được thực thi. Tất cả những vết máu sẽ được gột rửa. Giấc mơ của bọn chúng sẽ thành thực khi âm dương thái cực bị mất đi một nửa. Ta chiến đấu cho những gia đình, cho những anh em, cho những bạn bè, cho những chiến hữu để bảo vệ những người ta yêu thương. Chiến đấu vì tổ quốc để giữ gìn độc lập, một tình yêu cho đất nước và quê hương. Người này ngã xuống, người kia đứng dậy, từ những trẻ em cho đến những người chống gậy. Ta mình và trở về nước mây trời thủy triều huy hoàng một lần nữa lại sống dậy. Stand up, brother. Yeah, last time. Everybody, rise, fall, oh my warrior. Hands up, move. Khiến kẻ thù phải kiêng nể vì ta đâu có riêng lẻ. Diêu hành lên trên mặt đất, biệt phủ hay là mật thất. Chẳng cảnh riêng vẻ đẹp của một thiên thể. Xuống lên đạn rồi đứng lên bạn, đánh cứng lên bạn, tôi đứng bên bạn, cứng nhớ bên đạn để khi rise, fall. Oh my warrior, hands up, move. Khiến kẻ thù phải kiêng nể vì ta đâu có riêng lẻ. Giơ hay lên trên mặt đất, điện phủ hay là mật thất. Chẳng thể riêng vẻ đẹp của một thiên thể. Xuống lên đạn rồi đứng lên bạn, đánh cứng lên bạn, tôi đứng lên đạn, cứng lên bên đạn. Hey. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 Vtrano. Saturn. Đúng rồi.
Anh biết bóng đi anh. Đội này căng. Bài này cũng căng. Cá nhân là đội Team Dinzy nhưng mà giao thoa giữa hai đội em thấy bài đội bên này cũng căng. Bên này bị điên rồi chứ không phải căng nữa. Bên của em là kiểu mỗi người một vẻ. Còn bên này có những chiến binh. Đây là một đội chiến binh này. Ông ạ, là chiến binh này. Không, đó là bị điên rồi. Đấy 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 đấy, thấy gì chưa? Đi bây giờ lại biến thành con ếch rồi đấy. Chiến thần mê man. Em làm bay gì mà anh đi bay á. Không nghĩ ra cái gì không đâu. Tôi nhanh nhanh thế vô rồi. Cái nào? Đúng rồi, được voi đòi tiền người ta rapper cái Big Box. Anh không nghĩ là cái gì đâu ấy, từ freestyle. Không nghĩ là cái gì. Làm basic đi. Basic cũng được. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VTranel.